mẹ mới chẳng qua quá nhanh thật, chỉ bên đầu vào. Lên 4 cho bà ơi. Chạy làm gì tao? Oh.
Đi. Lấy màu vàng thôi. Bịt con mẹ. Tức quá đấy. Nó kinh phải đến hơn 30 dân ăn vàng của mình. Tàu tám chạy nông dân xây lờ trong nhà sáng ly. Ê thôi em, nó đẩy sáng ly kìa, nó đẩy đạp đôi và nó chạy. Vàng rồi.
Đâu, mỏ đấy bị thằng ta nó chiếm rồi. Tháng lên 4 ấy. Nhiều dân thế mà có thêm 4 dân đứng chơi nhiều anh. Lên làm gì em? Nó lên được hot thần này. Chả có vàng đâu. Nhiều đồ bơm phải không? Tướng trận này cảm giác không đánh hay sao nhỉ? Từ nãy giờ cứ yếu yếu rồi. Cái phong cách của hướng này có lẽ là phải thần thiết các thứ rồi. Đạp anh đạp thôi. Anh thích đánh hot thần em bơm là 10.000 vàng. Nhau thích đánh cái gì mà chán rồi. Thua. Như anh tầm 4.000 vàng lại 10.000 cực mấy cái đời đó. Nếu mà nó lên được voi cũng mệt đấy. Có anh voi đây, nó bao thủ à? Thế nó đẩy nhà mình kìa. Chắc bất ngờ. Hết đau luôn. Quản rừng bị quản rừng. Sao thấy tài nguyên rồi anh ơi? Hai thằng tụ lại chuẩn bị ôm mình. Được được được. Ôi, lộ mẹ rồi.
Nó đang định 2v1 nhà này. Nó là nó kiểu diền dứ để nó giữ hot, xong rồi đạp cho vào thiêu. Có đại hot thần ghẻ kia nó cứ diền dứ nãy giờ. Hot thần nhưng mà lại hot thần nhưng mà lại hot thần ghẻ. Nếu tâm xa thì là ghẻ rồi. Lại chạy, nó lại chạy. Con này đang muốn tụ quân nhưng mà mình đéo tụ. Tướng làm gì nhỉ? Chắc không chơi. Mấy cái gì thắng thua thì không quan trọng đâu. Đánh với nhà đào được 26.000 vàng. Mẹ kể cái kiên trì đấy. Giống mẹ hết thành đấy. Đầu đi quản gỗ này. Kéo cho ăn gỗ nữa.
Vãi lìn. Chịu đấy, nhiều lắm, đen rồi. Map này thì em map ít vô. Map này đéo có ngủ được đấy. Map trước mình là bà đánh mẹ ăn ít chảy luôn. Hướng bơm sách đồ cho thằng màu năm, bảo sao nó ra được nhiều hot mấy cái ấy thế. Tăng hướng 100 mấy chục dân Pamilan bơm đồ. Có mình trong 15, trong 11 dân à? All of them.
Nhưng mà quái hàng năm chỉ có một tí vàng sao nó xin được nhiều hot thế. Con gì nhỉ? Thua đấy, mình là thua 5 đấy, mình hết gỗ rồi. Lười phát triển trận này đi ăn mỗi vàng. Anh ấy nghỉ rồi. Hết gỗ thì nâng dân thần lên thôi. Thì cũng chết, mình vẫn còn 2.000 vàng, mình đã sóc quân đâu. Đây là đang sóc dân để ăn nốt mấy cái mổ gỗ các thứ. Còn chỗ nào thì ăn chỗ đấy thôi chứ. Móc được vào dân mình kìa. Đã chả quan trọng, mày móc dân thì tao càng xin được quân thôi chứ, chả ảnh hưởng gì. Nó vỡ nhà thì nó mất công trình thôi chứ. Bà nhìn mình vẩy hai cái ở chỗ nhà Dương Ly. Nhà thằng Ly dưới 6 giờ đéo nhớ hướng vào đây ăn gỗ.
À, si của trời thần đảo đá đi mẹ. Mất sao được? Còn đầy đồ chưa? Không, nó không còn nhiều hot. Bà có một cánh rừng dừa mỏng. Thằng Nam đang đốt gỗ vì xin cung giờ. Cảm thấy đạp đôi không vào được cho nên chuyển sang xin cung giờ. Nhưng thực ra cung giờ cũng sẽ không vào được. Mình lại cổ lên mình gỗ đi ăn nhặt nhạnh linh tinh được nhiều phết. Nó mà cứ xin cung giờ này nó chỉ có tốn gỗ. Mà AC đi ô quẩy đà.
Không có quẩy, mình xem nào. Lâu nhỉ, xin có quân mà lâu. Nó hiện là không có địa chỉ để sinh quân cho nên là đây vẫn còn đá đây. Này giấu lúc nhiều của hot quá nhỉ?
Đấy cho thần sợ chạy. Hero thì làm gì được bây giờ ta? Ở nhà sao mình không nghĩ ra bài dùng phù thủy để đi hù quân sang ly nhỉ? Ai biết nữa. Chung Egypt là sẽ full đấy, nâng full được. Kinh vẫn xin được cả ca. Nó bớt được nhiều vàng phết, nó xin được cả ca kìa. Tiêu cả thân luôn.
Nông dân công ba mà lại sửa trò nhanh thế. Vãi lùn, đã không kịp sửa luôn.
vì vẫn đeo lấy được mỏ đá kìa. Dồn quân đi lấy mỏ đá kia mà đéo được. Bơm xong ăn hay được ăn bơm? Ăn đi bơm hay là bơm xong ăn? Em không biết. Chịu luôn, cà bó tay được nhìn luôn. Thank you.
Không tìm cách ăn được hai mỏ đá này. Nhà năm. Thực ra bên này vẫn còn 5.000 đá nhưng mà biết nói như nào nhỉ? Dân nó chọc thấm quá đấy, muốn xây nữa. Thì thôi. Có một ông Trung Quốc này ông ấy không hiểu.